Dộ tin Ukraine sắp sa thải thêm chỉ huy quân sự, Kiev cấm sử dụng Telegram. Nga dồn lực giành lại toàn bộ vùng Kursk, Ukraine tổn thất hơn 15.000 quân. Lãnh đạo Chechnya tung video xe quái vật của Tesla tác chiến với Ukraine. Bà Harris tiết lộ đang tìm cách tranh luận lần hai với ông Trump. Chỉ huy Hezbollah tử vong trong cuộc tập kích của Israel vào Liban, Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi các tin tức quốc tế được phát sóng trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu với những cập nhật nóng về tình hình chiến sự Nga-Ukraine. Ngày 20 tháng 9, hãng tin Strana của Ukraine đã tiết lộ về việc Tổng thống Vladimir Putin muốn thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine GUR Kirill Budanov. Cách đây khoảng 2 tuần, ông Zelensky đã sa thải một nửa số bộ trưởng tại Ukraine Nguồn tin của Strana cho biết đang có những căng thẳng nghiêm trọng giữa ông Budanov và tránh văn phòng Tổng thống Andrei Yermak. Trong khi đó, Bộ trưởng Umerov lại đang không được lòng các phương tiện truyền thông phương Tây. Kể từ khi cuộc xung đột nổ ra, Tổng thống Zelensky thường phản ứng với những bất lợi trên tiền tuyến bằng cách thay thế các chỉ huy quân sự cấp cao. Cựu Tổng tư lệnh Valery Zaluzhny đã bị thay thế do những bất đồng với ông Zelensky. Trong khi ông Alexei Reznikov, Bộ trưởng Quốc phòng trước đó của Ukraine, đã bị sa thải sau thất bại của chiến dịch phản công mùa hè cùng ngày euronews đưa tin hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia ukraine đã ban hành lệnh cấm cài đặt ứng dụng telegram tại các cơ quan chính phủ đơn vị quân đội và cơ sở hạ tầng quan trọng phía hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia ukraine thông báo lệnh hạn chế chỉ áp dụng với các phương tiện của chính phủ không áp dụng với điện thoại cá nhân quyết định này được đưa ra nhằm bảo vệ an ninh quốc gia Cơ quan tình báo Ukraine trước đó cảnh báo rằng Nga có khả năng tiến hành do thám diện rộng thông qua ứng dụng Telegram, bao gồm cả những tin nhắn đã bị xóa hay dữ liệu cá nhân. Một số quan chức an ninh Ukraine tiết lộ Moscow còn sử dụng Telegram để xác định vị trí người dùng và ra lệnh tập kích tên lửa. Hiện chính phủ Nga chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này. Trong một diễn biến nóng tại mặt trận Kursk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nhóm tác chiến phía Bắc tiếp tục chiến dịch nhằm đẩy lùi các cuộc tấn công của quân đội Ukraine tại tỉnh Kursk, giành lại hai khu định cư Uspenoka và Boroki trong tuần qua. Quân đội Nga tuyên bố ngăn chặn các cuộc phản công của Ukraine hướng về Crimea Noye, Lubimoka và Malaya Lokina trong ngày 20 tháng 9. Họ cũng đã đẩy lùi bốn nỗ lực của Ukraine nhằm đột phá khu vực biên giới gần Novipud và Mezveje. Cùng ngày, Nga tuyên bố Ukraine mất hơn 370 binh lính và 18 phương tiện bọc thép theo thống kê của Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực biên giới Kursk của Nga, tổn thất của Ukraine đã lên tới hơn 15.300 quân nhân, 124 xe tăng, 56 xe chiến đấu bộ binh, 93 xe bọc thép chở quân, 780 xe chiến đấu bọc thép, 471 phương tiện, 115 khẩu pháo, 28 bể phóng rocket đa nòng. Theo giới phân tích, Ukraine có thể chỉ duy trì kiểm soát một phần lãnh thổ Kursk thêm vài tháng nữa trước khi bị đẩy lùi hoặc phải rút lui khỏi mặt trận này để tập trung cho phòng tuyến Donbass ở miền Đông và giảm tổn thất nhân lực. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, ông Ramzan Kadyrov, người đứng đầu Cộng hòa Chechnya hôm 20 tháng 9 thông báo, Nga đã gửi thêm hai chiếc Tesla Cybertruck đến khu vực chiến sự trong cuộc xung đột ở Ukraine đồng thời công bố đoạn video ghi lại cảnh hai chiếc xe điện này tác chiến với phía Ukraine. Đoạn video xuất hiện chỉ một ngày sau khi ông Kadyrov tuyên bố rằng ông Elon Musk, giám đốc điều hành Tesla, đã vô hiệu hóa từ xa một chiếc xe Cybertruck mà tỷ phú người Mỹ đã tặng cho ông Kadyrov. Ông Musk trước đó đã bác tin tặng xe cho nhà lãnh đạo Triết Nha hồi tháng 8 và chưa bình luận về thông tin đã vô hiệu hóa chiếc Cybertruck. Đoạn video hôm 20 tháng 9 cho thấy hai chiếc Cybertruck được gắn súng máy do các quân nhân điều khiển. Những chiếc xe di chuyển dọc theo một con đường đất qua một khu rừng rậm rạp, trong khi có hai xe địa hình đi kèm. Sau đó, các xe này dừng trên một ngọn đồi nhỏ và nổ súng vào một máy bay không người lái. Ông Kadyrov cho biết, thiết bị của phương Tây đang hoạt động rất tốt chống lại Ukraine. Tính cơ động, tiện lợi là những điều rất được ưa chuộng. Đồng thời cho biết, không thể có một cách quảng cáo nào tốt hơn cho truck Chúng tôi chắc chắn biết cách sử dụng chúng. Tesla Cybertruck là một chiếc xe điện được cách điệu hóa với bề ngoài tương đối mạnh mẽ, mặc dù nó chưa bao giờ được thiết kế để sử dụng cho mục đích quân sự. Chiếc xe này có sẵn trên thị trường với giá khởi điểm hơn 200.000 đô la Mỹ. Ông Kadyrov cho hay hai chiếc Cybertruck mới được gửi tới Ukraine không bị ảnh hưởng bởi việc ông Musk vô hiệu hóa chiếc xe mà lãnh đạo Triết Nha được tặng. Ông Kadyrov cũng không nêu rõ bằng cách nào ông sở hữu hai chiếc Cybertruck đã được gửi tới Ukraine. Tuy nhiên, lãnh đạo Triệt Nha đánh giá cao chiếc Cybertruck đã được gửi đến tiền tuyến trong cuộc xung đột Nga-Ukraine và gọi nó là siêu xe quái vật. Theo ông, chiếc xe đã thể hiện khả năng cơ động và bảo vệ tốt cho các binh sĩ, cũng như có màn thể hiện xuất sắc trên chiến trường. Trước đề xuất của Ba Lan về việc đặt bán đảo Crimea dưới sự quản lý của Liên Hợp Quốc trong 20 năm, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20 tháng 9 đã lên tiếng cảnh cáo lãnh thổ và các khu vực của Nga không thể là chủ đề của bất kỳ cuộc thảo luận nào hoặc chuyển giao cho bất kỳ ai. Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng đề xuất của Ba Lan về việc đặt Crimea dưới sự ủy nhiệm của Liên Hợp Quốc để tổ chức cuộc trưng cầu dân ý lần hai về tình trạng của khu vực này sau 20 năm là vô lý. Bộ Ngoại giao Ukraine cũng đã công khai bác bỏ đề xuất này, nhấn mạnh rằng toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine không thể là chủ đề để thảo luận hoặc thỏa hiệp. Văn phòng báo chí của Bộ Năng lượng Ukraine cho biết, Đại hội đồng IAEA trong phiên họp lần thứ 68, đã thông qua nghị quyết có tiêu đề an toàn hạt nhân, an ninh và bảo đảm ở Ukraine, với 65 phiếu ủng hộ do 52 quốc gia thành viên đồng tác giả. Nghị quyết xác nhận rằng các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine NPP, bao gồm cả nhà máy ở Zaporizhia, phải hoạt động dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Ukraine. Trong khi chờ đợi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia được đưa trở lại dưới sự kiểm soát của Ukraine, Nga có nghĩa vụ phải cấp quyền truy cập không hạn chế cho IAEA tới tất cả các cơ sở và thông tin tại nhà máy. Bộ Năng lượng Ukraine cho biết, tài liệu này thể hiện sự ủng hộ đối với những nỗ lực tiếp theo của IAEA trong việc giải quyết các rủi ro an toàn hạt nhân ở Ukraine, đặc biệt trong bối cảnh quyết định của Tổng giám đốc cơ quan gửi các phái đoàn quan sát tới các trạm biến áp cao thế quan trọng cho hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine nghị quyết cũng ủng hộ việc tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật của IAEA cho ukraine nhằm đảm bảo hoạt động an toàn của các cơ sở hạt nhân của mình cùng với sự hỗ trợ chính trị tài chính và vật chất cho các chương trình liên quan IAEA sẽ mở rộng sự hiện diện của các phái đoàn giám sát của mình ở ukraine gồm cả các cơ sở hạ tầng có ảnh hưởng đến an toàn của các nhà máy điện hạt nhân của ukraine Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi nhấn mạnh rằng không có lò phản ứng nào sẽ được khởi động lại trong bối cảnh cuộc chiến tiếp tục gây nguy hiểm cho an toàn và an ninh hạt nhân của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Đầu tháng 9 vừa qua, ông Grossi đã tới thăm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao và tiếp cận đánh giá độc lập những diễn biến tại nhà máy. Chuyến thăm của Tổng giám đốc IAEA diễn ra sau những gì ông gọi là các sự cố đáng lo ngại sâu sắc gần đây tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu và hiện do phía Nga kiểm soát, bao gồm một vụ hỏa hoạn bùng phát tại tháp làm mát của nhà máy và một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần cơ sở này vào đầu tháng 8. Hai quan chức Mỹ ngày 20 tháng 9 tiết lộ, nước này đang chuẩn bị một gói viện trợ quân sự trị giá 375 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Phá vỡ xu hướng kéo dài nhiều tháng qua là viện trợ các gói nhỏ hơn cho Kiev để phục vụ các hoạt động quân sự chống Nga. Gói viện trợ mới này được thông báo vào thời điểm then chốt trong cuộc chiến khi Nga tấn công mạng lưới năng lượng của Ukraine trước mùa đông tới. Theo các quan chức giấu tên, gói viện trợ này dự kiến được công bố vào tuần tới, bao gồm tàu tuần tra, đạn dược bổ sung cho hệ thống tên lửa rocket cơ động cao HIMARS, đạn phá 155mm và 105mm, phụ tùng thay thế cùng các loại vũ khí khác chủng loại vũ khí và quy mô gói viện trợ này có thể thay đổi trong những ngày tới trước khi được Tổng thống Mỹ ký phê duyệt. Ứng viên Đảng Dân Chủ Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm 20 tháng 9 cho biết bà đang cố gắng để có cơ hội thứ hai nhằm tranh luận với đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc đua Tổng thống năm nay. Phát biểu trước khoảng 600 người tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Cope Energy ở Atlanta, bà Harris cho hay, tôi đang cố gắng để tổ chức một cuộc tranh luận khác, chúng ta sẽ xem. Bà Harris và ông Trump đã tranh luận với nhau lần đầu tiên vào ngày 10 tháng 9 trong một cuộc đối đầu mà các cuộc thăm dò cho thấy ứng cử viên đảng Dân Chủ đã chiếm ưu thế nhất định. Tuần trước, ông Trump cho biết sẽ không tham gia vào một cuộc tranh luận khác với bà Harris trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Ông Trump viết trên mạng xã hội True Social, sẽ không có cuộc tranh luận thứ ba. Trước đó, ông Trump đã tranh luận về Tổng thống Joe Biden vào tháng 6 trước trận đối đầu với bà Harris. Ông Trump viết trong bài đăng rằng, khi một võ sĩ quyền Anh thua một trận đấu, những lời đầu tiên thốt ra từ miệng anh ta là tôi muốn một trận tài đấu. Giải thích về quyết định của mình và khẳng định các cuộc thăm dò cho thấy ông đã thắng. Sau đó, tại một sự kiện vận động tranh cử ở Tucson, Arizona, ông Trump tuyên bố, vì chúng ta đã có hai cuộc tranh luận và đều thành công, nên sẽ không có cuộc tranh luận thứ ba. Dù sao cũng quá muộn rồi, cuộc bỏ phiếu đã bắt đầu rồi. Chiến dịch tranh cử của bà Harris cho biết họ không coi tuyên bố của ông Trump rằng sẽ không có cuộc tranh luận tổng thống nào khác là đúng sự thật. Một cố vấn cấp cao của bà Harris cho biết, ông ấy thay đổi lập trường của mình mỗi ngày, tôi đoán sẽ có một cuộc tranh luận khác. Theo CNN đưa tin, thống đốc Robinson, người có quan điểm chính trị và tính cách cực đoan, tự gọi mình là quốc xã da đen trên bảng tin của một trong web khiêu dâm từ hơn một thập kỷ trước và ủng hộ khôi phục chế độ nô lệ. Ông Robinson phủ nhận đã đưa ra những phát biểu đó trước khi sự nghiệp chính trị của ông bắt đầu. Tuy nhiên, sự thân thiết giữa chính trị gia này với ông Trump với việc hai người cùng xuất hiện trên sân khấu meeting gần đây đang tác động mạnh đến cuộc đua vào Nhà Trắng, nhóm hỗ trợ tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris đã nhanh chóng nhấn mạnh vụ bê bối và so sánh với ông Trump, cho rằng cựu Tổng thống là người chống lại phụ nữ, cực đoan và không đủ tư cách để làm chủ Nhà Trắng. Chưa rõ thảm họa chính trị của ông Robinson có gây tổn hại nghiêm trọng cho cơ hội của ông Trump tại một trong những bang chiến trường quan trọng và cạnh tranh gay cắt nhất hay không. Theo các chuyên gia, nhóm cử tri ủng hộ ông Trump rất trung thành với ứng cử viên của họ, vì vậy việc họ chán ghét ông Robinson có thể không dẫn đến việc cựu tổng thống Mỹ mất phiếu bầu. Đảng Dân chủ từng nhiều lần nghĩ rằng có thể xoay chuyển tình hình ở Bắc Carolina trong các cuộc bầu cử gần đây, nhưng cuối cùng nơi này vẫn giữ nguyên màu đỏ. Tuy nhiên, bất kỳ sự sụt giảm nào về số cử tri Cộng hòa đi bỏ phiếu cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua đang rất si sao. Hạ viện Mỹ ngày 20 tháng 9 đã nhất trí thông qua một dự luật nhằm tăng cường sự bảo vệ của cơ quan mật vụ nước này đối với các ứng cử viên tổng thống sau hai vụ mưu sát nhằm vào ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump. Dự luật đã được thông qua với tỷ lệ 405 phiếu thuận, không phiếu chống và sẽ tiếp tục được bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ. Dự luật yêu cầu cơ quan mật vụ Mỹ phải bảo vệ các ứng cử viên chính trong cuộc bầu cử tổng thống như với các tổng thống và phó tổng thống đương nhiệm. Cùng ngày cơ quan mật vụ Mỹ tuyên bố đã phát hiện ra những thiếu sót trong việc liên lạc và biểu hiện thiếu cẩn trọng trước vụ mưu sát ngày 13 tháng 7 tại buổi vận động tranh cử của ông Trump ở thành phố Butler, bang Pennsylvania, khiến cựu tổng thống bị bắn và một người tham dự sự kiện này thiệt mạng. Quyền giám đốc cơ quan mật vụ Mỹ cho biết đã có sự chủ quan dẫn đến việc không tuân thủ các thủ tục an ninh, đồng thời nhấn mạnh việc sẽ thực thi các biện pháp kỷ luật nếu cần thiết. Sau vụ ám sát hụt ngày 13 tháng 7, ông Trump ngày 15 tháng 9 một lần nữa bị tấn công bằng súng trường, song may mắn ông vẫn an toàn. Lần này ông bị bắn khi đang chơi golf tại sân của ông ở thành phố West Palm Beach, bang Florida, Mỹ. Theo thông báo của lực lượng phòng vệ Israel, các máy bay chiến đấu của không quân Israel đã nhắm mục tiêu vào khu vực Beirut và hạ Ibrahim Akin, chỉ huy nhóm hoạt động của tổ chức Hezbollah, chỉ huy tạm quyền của đơn vị Radwan và chỉ huy của kế hoạch chinh phục Galilee. Vài giờ sau, Hezbollah xác nhận cái chết của Aquin, gọi người này là một trong những thủ lĩnh hàng đầu, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về nguyên nhân cái chết. Mỹ cáo buộc Aquin liên quan vụ đánh bom Đại sứ quán Mỹ tại Beirut vào tháng 4 năm 1983, khiến 63 người thiệt mạng. Năm 2019, Mỹ treo giải thưởng 7 triệu đô la Mỹ cho ai cung cấp thông tin để bắt giữ Aquin. Một số sĩ quan cấp cao của Radwan cũng đã bị loại bỏ cùng với Aquin, lực lượng phòng vệ Israel cho biết. Quân đội Israel cáo buộc Aquin và cùng các chỉ huy khác của Hezbollah lên kế hoạch đột kích vào Galilee, phía bắc Israel. Theo lực lượng phòng vệ Israel, Aquin là người đứng đầu các hoạt động của Hezbollah kể từ năm 2004 và chịu trách nhiệm cho một số cuộc tấn công vào Israel. Quân đội Israel cho biết họ sẽ tiếp tục hành động để làm suy yếu khả năng và gây thiệt hại cho tổ chức khủng bố Hezbollah. Bộ Y tế bang cho biết ít nhất 14 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích vào tối 20 tháng 9 và số người thiệt mạng dự kiến sẽ tăng lên khi các đội cứu hộ làm việc suốt đêm. Ngoài ra, ít nhất 66 người bị thương, trong đó có 9 người trong tình trạng nguy kịch. Vụ tập kích diễn ra ngay sau khi Hezbollah tuyên bố phóng hàng loạt tên lửa nhằm vào ít nhất 6 sở chỉ huy quân đội và căn cứ của Israel, trong đó có một căn cứ phòng không chủ chốt. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết Hezbollah đã bắn khoảng 140 rocket trong vòng 1 giờ tính từ đầu giờ chiều. Cơ quan Y tế Gaza hôm 20 tháng 9 cho biết ít nhất 27 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng không quân và bộ binh của Israel trên khắp giải Gaza. Trong đó, cuộc pháo kích bằng xe tăng Israel tại trại tị nạn Nusrat ở khu vực trung tâm Gaza khiến 8 người thiệt mạng, còn cuộc không kích vào một ngôi nhà ở thành phố Gaza đã làm 6 người khác thiệt mạng. Tại thành phố Rafah ở phía nam Gaza, xe tăng Israel đã tiến xa hơn về phía tây bắc, giáp biên giới với Ai Cập, với sự yểm trợ của máy bay. Giao tranh đã diễn ra dữ dội giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas tại đây. Phía Israel cho biết, các lực lượng hoạt động tại Rafah trong những tuần qua đã tiêu diệt hàng trăm chiến binh Palestine, phá hủy nhiều đường hầm, cơ sở hạ tầng quân sự và chất nổ của Hamas. Trong khi đó, tại bờ Tây, cuộc đột kích chớp nhoáng của Israel hôm 19 tháng 9 vào thành phố Qabatiya thuộc khu vực Jenin đã làm 6 người Palestine thiệt mạng và 18 người khác bị thương. Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Israel hôm 20 tháng 9 cho biết, nước này đã đệ trình đơn khiếu nại lên Tòa án Hình sự Quốc tế ICC đối với yêu cầu của công tố viên với lệnh bắt giữ Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Joab Gallant. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin được kính chào tạm biệt.